Dấu hiệu ban đầu, cảnh báo bạn đã mắc bệnh sùi màu gà. Bệnh sùi màu gà có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy dấu hiệu sùi màu gà ở nam và nữ giai đoạn đầu là như thế nào? Sùi màu gà hay còn gọi bệnh mồm gà, mụn cóc sinh dục là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Bệnh thường xuất hiện tại cơ quan sinh dục nam giới và phụ nữ do virus HPV gây ra. Nếu bạn không may mắc phải căn bệnh này, hãy liên hệ ngay cho nhà thuốc Thanh Xuân Đường qua số điện thoại 0168243881 để được tư vấn điều trị sớm nhất. Nguyên nhân gây ra bệnh sùi màu gà được chia làm 3 đường. Quan hệ tình dục không an toàn. Từ mẹ sang con. Có sự tiếp xúc thân mật như ôm, hôn, dùng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, quần lót, tắm chung bồn. Thời gian ủ bệnh của sùi màu gà thường là 3 tuần đến 8 tháng. Virus sùi màu gà có các biểu hiện không hoàn toàn giống nhau trên cơ thể nam và nữ. Thông thường, nam giới thường có triệu chứng điển hình, do vậy bệnh dễ phát hiện, từ đó việc điều trị nhanh chóng mang lại kết quả tốt. Còn ở nữ giới, bệnh thường có diễn biến khá âm thầm và chỉ khi bệnh nặng thì bệnh nhân mới phát hiện ra. Ở phụ nữ, các mụn cóc sinh dục xuất hiện bên trong và xung quanh âm đạo, hoặc hậu môn, hoặc trên cổ tử cung. Chúng có thể rất nhỏ, hoặc xuất hiện dưới dạng các cụm lớn, có màu hồng tươi hoặc trắng đục, mềm, mọc tập trung thành mảng lớn trông như cái súp lơ, không gây đau hay ngứa nhưng dễ bị chảy máu. Người bệnh cũng bị mệt mỏi toàn thân, chán ăn, sút cân, đau rát khi quan hệ tình dục và giảm ham muốn tình dục. Nếu gần đây, bạn có hoạt động tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, hãy đi khám bác sĩ để kiểm tra có bị nhiễm virus HPV hay không. Ở nam giới, các mụn cóc sinh dục có thể xuất hiện ở trên dương vật, bìu hoặc xung quanh hậu môn. Các nốt mụn mọc nhiều dần lên rồi liên kết với nhau thành các mảng to có đường kính khoảng vài cm, trông như mào con gà hay cái súp lơ. Một số trường hợp, nốt sùi màu gà có thể to bằng nắm tay, tiết ra dịch và máu có mùi hôi thối, tanh. Biểu hiện chung ở hai giới. Các mụn có thể xuất hiện ở môi, miệng, họng, lưỡi, ngón tay và ngón chân ở cả hai giới khi quan hệ tình dục không an toàn bằng đường miệng. Khi đó các bộ phận trên xuất hiện các nốt màu hồng trông gần giống mụn cóc, mọc liền kề với nhau thành từng cụm lớn. Các cặp đôi cần lưu ý vì bệnh sùi màu gà ở miệng rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh nhiệt miệng, viêm họng.